Chào mừng các bạn đã quay trở lại với GameHub.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới cho các bạn một game giải đố có tên là 1010. Game này có thành tích vô cùng ấn tượng khi đã ra mắt với hơn 30.000 lượt tải chỉ sau có mấy ngày đưa lên trên Google Play. Quả là một thành tích vô cùng vượt trội. Cách chơi của game này thì vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ việc tìm cách lấp đầy các cái khoảng trống hình vuông trên màn hình bằng những khối gạch đầy màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau. Các bạn có thể dùng tay kéo và thả các khối này vào vị trí phù hợp với khối hình. Có thể thả lên trên, thả xuống dưới, vân vân. Cái game này thì ngay lập tức sẽ làm cho chúng ta liên tưởng tới cái phong cách xếp hình cổ điển trên các máy điện tử cầm tay từ những năm 90. Chắc là các bạn cũng không thể quên được những cái máy màu vàng vàng mà kiểu gắn liền với tuổi thơ của chúng mình ấy. Với cả mình thấy game này trông cũng giống Tetris nữa. Nhưng mà nó khác Tetris ở chỗ đấy là các bạn có thể ăn những cái điểm số theo cả hàng ngang và hàng dọc chứ không chỉ là mỗi hàng ngang như ở trong Tetris. Ngoài ra thì cứ 3 cái hình một đưa ra như thế này, bạn có thể tùy ý lựa chọn đi cái nào trước cũng được, không nhất thiết là cứ phải đi từ trái qua phải. Và những cái hình này thì là cố định, không thể thay đổi. Trông thì đơn giản vậy thôi nhưng mà để mà cái kỷ lục sau phá được cái kỷ lục trước thì cũng không phải là dễ. Mình cảm thấy thích game này bởi vì nó có cái đồ họa đơn giản, nhiều màu sắc và cách chơi thì cũng không phức tạp. Các bạn cũng có thể kết nối Facebook để thử thách cùng với bạn bè. Chết rồi, ở đây đến đây mình sắp sửa hết nước rồi, biết đi như nào bây giờ nhỉ? Đấy, thế là thua rồi. Khi mà đã hết cả nước đi, không còn ghép được hình vào ô nào nữa. Ngoài ra có một điểm thú vị ở game này, đấy là các bạn có thể thay đổi chế độ màn hình. Ban đêm, ban ngày. Đấy, thấy không? Cũng khá hay ho, mình thích để màn hình đen như thế này, trông nó nổi bật hơn, nhìn kiểu kỳ bí ấy. Game này các bạn nó không bị giới hạn về thời gian chơi, chơi thoải mái, chơi bao giờ cũng được. Và màn chơi thì cũng không giới hạn. Nói chung là không phải là game kiểu có level ấy, các bạn cứ xếp đến bao giờ mà xếp được thì thôi. Đấy. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái giây phút thư giãn tuyệt vời với cả 1010 puzzle. Và đừng quên ủng hộ cho GameHub.vn. Đến bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.